nằm bươn cầu pi song bàn sọ song khao dòng hết mè quáng hiệp khòng kiên dù ba huôm lo hiệp khòng du lịch kè thành hòa bình ba cúa chiếu khao lan tác đống bàn ngoái ca dịch bánh covid 19 bữa ba huôm năm lo khao dòng của cả chồng quyết tâm hết bay lai giải pháp đồng bố công việc tăng cường quảng bá giới thiệu nằm nhòm mà ín mà sam hấp dẫn kè ban mường hoa du khách cuông là nọc thành bảo sơn kết nối tour tuyến nằm ti mà ín mà làm du lịch nhỏ sung chất lượng du lịch dịch vụ khai thác xoài nằm tiềm năng thế hình kẻ bán mường bấy biển ná phát khứ du lịch cái nắn có hề cập thòng áo khứ doanh thu lo lái nằm chỉ tiêu kế hoạch hề ba ọc ba mửa mẻ quán du lịch kẻ thành hòa bình cuồng pi xong bản gió xong sự ba chương trình mì phóng xứ ba mửa nội dung ní sau mười cái tan của mì pi nóng và căn phẩm làm pi xong bản gió xong anh như lai doanh nghiệp hề du lịch dịch vụ ưn tên địa bàn thành công ty cổ phần thương mại du lịch Lạc Hồng có phải tỏ ná nằm ló lại do khổ khảo thách thức chờ dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp sang bươn cầu pi lượng khách du lịch má nằm lò nhòm du lịch Serena giảm khen theo khả dòng hết doanh thu có giảm bữa ba huôm khảo lán chủ đống thích ứng lo kinh nghiệm hết du lịch cuồng bối cảnh dịch bệnh lái sút ọc ca nằm kháp dịch quản bằng việc chủ động hết pe xoài nằm công tác phòng bán dịch bệnh khai báo y tế nhờ xung chất lượng dịch vụ du lịch bảo sơn quảng bá giới thiệu nhòm mà bắt đầu ca bươn xì pi song bản gió song dòng hề du lịch lo doanh thu ca du lịch kẻ doanh nghiệp ní có lái bục khuyến bày khách du lịch mà năm lo serena mứ một lai hơn doanh thu du lịch chính dòng nắn có khuyến theo chờ ní serena resort kim bôi mì mơ hoái 25 phòng phòng kèn lấy tiêu chuẩn xì lao mất nọ là phòng phòng kèn dù serena đều lái thiết kế đơn giản khốn xê có bên dòng mở ủn yên là bò nạp tiến nghi hệ thống phòng phòng kèn lấy sử dụng lại vật liệu thiên nhiên bên dòng ba có bao có là ngà có trúc trang trí phù điêu thố cấm hệt ọc cảm giác gần gũi mà là ấm áp mì đắm nét kiến trúc tây bắc phòng phòng kèn phòng khách mì túc kính bảo xê ban công tập view làm lấy mất cánh bù bà phai nám tập quán bay bà mì ti tỏ ní lấy làm bên điểm nhấn bấy thu hút chút tan chờ mà ní ín một cuộc lần đầu nhấn bấy thu hút khách du lịch mà năm lo Serena lại hơn nắng xê chất lượng dịch vụ khách du lịch mà năm lo Serena resort Kim Bôi Hòa Bình bảo thế lơ bàng cai dịch vụ ạp khoáng osen kiểu Nhật ní xê khảo lằn kết hợp quanh trần sông hơi bằng chính nguồn nám khoáng hoán dù Kim Bôi lo bể ạp khoáng nó phá noàn chón cuồng thiên nhiên xưa đi mà hoạt ní ạp khoáng hoán vẫn bên loại hình du lịch bên thử cúa lấy cho tàn cuồng ngược có bên dòng bà nước nọc mặc đơn dù Serena chúng tôi cũng mong quái muốn có là mong muốn bà công ty có chỉ hiện ảo điều kiện hơn nhân viên mì thu nhập ổn định ăn từ sau MC công ty mì dù ní hết nghề du lịch nên có mong muốn công ty hiện ảo làm điều kiện hơn nhân viên lấy cho rồi làm kiến thức hết dịch vụ C màn có quá đơn nên bà một hào có phải bao sừng hơn quá ở kiến thức bài phục vụ hứa công việc có bên dòng ba nhỏ xung ăn tầm hú kẻ bản thân mình phục vụ hứa công việc phục vụ hứa khách hàng bãi mà lái khảo làm trải nghiệm giải nhất hứa khách tốt nhất cho khách hàng mà năm là công ty mình mà năm là khu công ty mình, mình với cái khu nghỉ dưỡng của mình ở đây pi xong bản giáo xong mặc dù thực chiếu lai thức đóng ca dịch bệnh khốn xê nằm dòng hết du lịch dịch vụ tỉnh địa bàn huyện Kim Bôi vẫn lái đánh giá biển na và khứ ổn định khai thác giỏi tiềm năng lợi thế bái mẹ quá hiệp khoáng du lịch ca bước cọp thòng thay đổi bản ngầm hướng cần dân tham gia lai hơn kháo ngành công nghiệp bảo mì khoản pi xong bàn giáo xong huyện Kim Bôi có toán tình sam hoái học sĩ bàn chết hoái sáo lượt khách du lịch kháo địa bàn mất đo doanh thu ca du lịch kẻ huyến lấy tình sam hoái xì xịp xì bàn mua hoái hát xịp tí kịp huyện vẫn cứ xây dựng cái kế hoạch để tuyên truyền thu hút khách huyện có vấn phẩy phương tành kế hoạch bày trên ba quảng bá bày thu hút khách hút rơi mì phân bán hoa đằng nhỏ du lịch xe phải đảm bảo an toàn hướng khách mà ín mà giam lo phòng kèn bày hệ sóng lơ bày công việc mẻ quáng du lịch kẻ huyện càng lứ càng to thu hút lai khách hơn cuộc thời gian hoa xe mang chỉ đáo du lịch mà hoa nằm xả thị trấn khảo cuộc bày kiểm tra mất đo nằm dòng du lịch mà lo mì biến pháp cuồng thời gian hoa kiểm tra tất cả các điểm du lịch rồi có cái biện pháp trong thời gian tới. Dù sáng khảo lan bục banh, thích ứng linh hoạt ca nằm doanh nghiệp hết du lịch. Nằm sát gần hết du lịch homestay tỉnh địa bàn thành cuông pi song bàn sáng song, có hề chút chóng bục banh lái nằm dòng hết du lịch cộng đồng. Bằng việc bảo sân rất thiếu, quảng bá, thu hút khách du lịch mà bắt mường, ngay lăng chờ dịch bệnh lái kiểm soát.
Du lịch quốc tế lại hồi tù ca mới xếp há bươn xam bì xong bắn xào xong. Đối lo nằm hướng dân hề du lịch, dù chết nhòm du lịch cộng đồng kẻ huyến mừng mùn, có hề đấu tư bày, bánh bóng lái cất xứ lồ lề. Quang nắn, nằm giác hướng chú chóng lại hoạt việc bánh bóng, thay thế bảo xê đầu tư mở, cất xứ lồ lề buồng, phòng, bên dòng ba, phà, ga, sửa, lo nắm thiết bị hết xên. Bái cọc thòng nhỏ sung chất lượng du lịch, phục vụ dài hơn nhu cầu kẻ du khách. Bữa ba, quá trình đầu tư, bánh bóng nằm ra hườn, hệ du lịch homestay, có hệ chút chóng lai hơn hoạt việc giữ nguyên khảo gióng bên thực quốc, bán sắc cuồng kiến trúc hườn hán bán sau kể cần phút tay. Bái hệ gióng lơ nắn, khách du lịch, chờ mà ní có thể sơ hú, gió khen lái gió hơn, nằm gióng đi ba mưa giá trí, bán sắc hiệp khóng không bành, kẻ cần phút tay mừng mùn. Gia đình chúng tôi làm bên homestay cộng đồng thì chúng tôi đã chuẩn bị rác hườn khoái hệ homestay cộng đồng xe một khoái của hệ chuẩn bị bánh bóng ra hườn mì khao làm tiếng nghi hơn mà lo mì nằm phương tiến bên dòng ba xe đạp bảo xe xe điện bày toán hạp khạch tay sọc làm sọc hên óm bài mất mừng buồn nhàng bày quảng bá đôi lờ du lịch mừng buồn là đặc biệt xe du lịch cộng đồng xe một khoái của hệ kết hợp năm lập phường phòng văn hóa kẻ huyến mừng buồn có hệ cho dư một khoái quảng bá khảo gió trên Lào kẻ dân tộc Tài, lo nạp hơn Hán phương pha, đi hành kẻ cần dân tộc Phúc Tài một khoái. Và những các nếp nhà sàn sinh sống của người dân tộc Thái chúng tôi. Pi sang bàn sáu song, bay kém năm lo khảo gió của cực tròn, bốc bay nằm doanh nghiệp hệ du lịch dịch vụ, nằm hướng dân hệ du lịch cộng đồng, công tả thu hút đầu tư, kháo du lịch tỉnh địa bàn, co mí lai khởi sắc. Nếu bà bên dòng chờ quan nắn, bà hoa du lịch cộng đồng dù một số huyến, nhòm sung kẻ hòa bình, bên dòng bà mừng mùn. Du khách có trí ngầm hoạt, ngay khảo gióng bên thực quốc, bán sắc hiệp khóng cuông nẹp huyền hán kẻ cần tài dù bán lạc, bán phẳn. Xê chấn ý, má năm lo huyến nhòm sung Đà Bắc, một huyến nhằng mí lai khổ khảo kẻ thành hòa bình. Khách du lịch có trí mì dịp lấy trải nghiệm lai hơn. Hôm là dòng hết du lịch homestay bên thực quốc. Sau hú khảo lan hiệp khóng khóng bành, đặc sắc, cai nằm hườn, phẳng kèn cộng đồng, hành hai lái đầu tư, khai thác. Điển hình xe bên dòng ba, khu du lịch sinh thái Đà Bắc, Ecolot, dù bán mái, xài hiến lương. Homestay Xoan, dù bán mở, xài hiến lương. Homestay Hồ Tằm, xà Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Bên nhỏ má lý tướng đối lo khảnh nòm tuổi, huồm lo nằm dòng hết trải nghiệm thiên nhiên thú vị. Đối với các nhà đầu tư về du lịch, đối là nằm hướng đầu tư ba mưa du lịch, xe mình công mì đến hướng cuồng nằm quá trình đầu tư ba mưa khảo lan dự án có bên dòng ban nằm quy hoạch kèm một xiều, xe mình coi hề mì đến hướng hớ một xiều mà hết du lịch xe phải bám sát nằm giá trị hiệp khoảng kẻ bán mưa một khoái, nắn xe dòng thị ỉ, nhàng đối là mẹ quán du lịch cộng đồng. Nếu ba mẹ quán du lịch cộng đồng mà bong mì yếu tố hiệp khoảng không bành, xe bảo hệ lái du lịch, cho nên ăn thị ỉ. Huyến có hề mì phân bán chỉ sợ bảo tàng. Mì nằm nghị quyết 30 năm đề án cả huyến, bài triển khai hoạt cả cấp bán mường, hoạt cơ sở, đều liên quan hoạt việc cả cấp úy, bán mường cơ sở phải chiến ba hứa nằm cán bố, lo cần dân, hú lấy việc cần phải phát huy lái giá trị hiệp khoảng không bành. Huồm năm lo mất được, lang chờ kiểm soát lái dịch COVID-19, thành Hòa Bình có hế hồi tu du lịch quốc tế, ca mừ xịp há bươn xam pi song bàn sáu song. Ủy ban nhân dân thành, các huyến, thành phố, có hế triển khai hàng loạt nằm dòng hệt kích cầu du lịch, lo hế áp má lái khảo làn kết quả tích cực. Mất nọ khách du lịch mà năm lo thành Hòa Bình cuông pi song bàn sáu song, lái tỉnh tham chiếu lượt khách, khấn cáo xịp bẹt phần hoái sau huồm kỳ pi quản, lái mơ hoái xịp hợp phần hoái kế hoạch pi. Quang nắn xe khạch nực nọc, mô hoái bàn lượt, khải quang nược xe xong phải cáo chiếu lượt khạch. Mất nọ doanh thu ca du lịch, lái xam bàn mô hoái tỷ kịp. Nằm kết quá áo má lái ca nằm dòng hệt mẹ quáng hiệp khóng du lịch kể thành Hòa Bình, pi xong bàn xa xong. Hớ hèn lái khảo dòng của cực tròn tập đơn, kè nắm doanh nghiệp hệ du lịch có bên dòng ba nằm giá hườn hệ du lịch homestay, tỉnh địa bàn thành. Hôm nắn mở xe khảo dòng mung lâm hoạt, hết ọc điều kiến kể thành Hòa Bình. Cuồng việc xuất tiêu nằm dòng hệ xúc tiến đầu tư, kháo du lịch kẻ thành, tăng cường quảng bá, giới thiệu nằm nhòm mà, nằm sản phẩm du lịch, bảo sân nhỏ sung chất lượng dịch vụ du lịch bên một cuồng số, nằm nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục lái thành Hòa Bình, nằm doanh nghiệp, cần dân hệ du lịch tỉnh địa bàn thành, tập trung hệt bay cuồng nằm pi há hoạt, bánh xuôi tiêu, mè quáng du lịch kẻ bán mường.